Hi, và mình xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video lần này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm về bốn trác quỷ mà mình cực kỳ khó chịu và ghét trong BB. Đây là chỉ là ý kiến cá nhân của mình. Thì chúng ta sẽ đến với trác quỷ đầu tiên, mình đang cầm trên tay luôn. Trái báo, hạng tư nha. Thì với trái báo này, thì nó cho người sử dụng được những gì? Với một cái bộ chiêu thức, nó vô cùng là ôn dịch luôn. Chỉ việc là biến thành một con báo và bam chiêu kết hợp với một cái tập nào đó hợp lý sẽ cho trái báo có một cái năng lực bam chiêu vô cùng kinh khủng. Như hiện tại mình ở đây là hai mờ rử thì mình kết hợp chung với tập thỏ, thì tập thỏ nó sẽ cho trái báo một cái tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu mà mình thức tỉnh được V4 nữa đó hả, thì hai mờ rử đánh 30m, đánh 20m, thậm chí là mấy bạn 50m thì đối với con báo này là như rẻ rách vậy đó. Nên là muốn chiến thắng được con báo này thì các bạn cần phải có một cái kỹ năng cực kỳ cao để có thể chiến đấu với nó. Gặp nó mà các bạn quay lưng bỏ chạy như thế này thì đường chết luôn luôn rộng mở chào đón những cái người chơi mà BB với con báo này. Nó nguy hiểm đến nỗi mà rất là nhiều người đang xài trái báo này ở ngoài server thường. Nếu mà kết hợp với tộc quỷ thì tộc này tuy là không cho con báo khả năng chạy nhanh, nhưng mà nếu mà thức tỉnh V4 lên thì khả năng hồi chiêu của nó kết hợp chung với V3 là bam chiêu không ngừng nghỉ luôn. Cứ chưa hồi chiêu này là nó đã có chiêu khác rồi, bam một hồi mà người ta tính mình hack không đó. Nên là rất là nhiều bạn thấy ai sử dụng cái báo này mà tự nhiên chiêu thức nó hồi nhiều dữ vậy thì đó đi chung với tập quỷ đó các bạn, chứ không phải là hack đâu. Hách là nó bay trên đầu các bạn, nó bổ xuống rồi, chứ không cần mà đi bam cực khổ như vậy đâu. Còn nếu mà đi chung với tộc người cá thì sao? Thì với tộc người cá thì rất là thích hợp đối với trái báo luôn. Để tộc người cá tính từ V3 cho đến V4 thì sẽ cho cái con báo già này một cái khả năng chống chịu vô cùng khủng khiếp. Sự khủng khiếp này có thể giúp nó duy trì trận đấu lâu và có thể kết thúc đối phương bằng những chiêu thức mà bam ZXC F của nó quá khủng. Những ai mà yếu yếu gặp nó mà không biết cách đánh thì chỉ có nước là ăn hành tím mài tím mặt. Mình rất là sợ nó luôn nha. Mình và các bạn đến với trác quỷ top 3, Phật Tổ. Đây là trác quỷ cũng có khả năng bam, nhưng mà bam bằng Autolic M1 rất là kinh dị. Nếu mà ở cái trạng thái V1 thì đây là trạng thái mà nó cơ động nhất trong lúc mà mình săn bounty. Nhưng mà ngặt nổi cái thì mình không có được phòng thủ nhiều, nhưng mà được cái thì mình cơ động. Mà khi mà đi kết hợp với tộc người cá nữa thì V1 thì nó chém cũng cho ra bả hết. Mọi người và các bạn có thể nhìn thấy hai bạn này đè đầu quýnh, xài rất là nhiều những cái chiêu thức gọi là đỉnh cao của BB vào đây, nhưng mà mình vẫn chém như ăn cơm bữa thôi. Thậm chí là mình bị tấp rất là nhiều luôn, tấp bởi tộc thiên thần luôn. Nhưng mà cũng không nổi với Phật Tổ, vì nó quá mạnh rồi, kèm theo sự trâu bò của tộc người cá nữa. Và như thế nó làm x2 cái sự trâu bò của lão tổ V1 lên. Vậy thì M1 kết hợp với Autolic cộng với tộc người cá, V4, V3 đã đủ chết rồi, nói gì V4. Thì nó đi chung với Phật Tổ là vô cùng hợp lý luôn. Chỉ cần sơ hở một cái thôi là nó chém không còn đường lui, không còn đường về luôn. Thì với Phật Tổ V2 mà kết hợp chung với tộc người cá thì sao? Nếu mà bạn nào mà biết những cái mẹo đánh lính mà lên giáp nữa đó thì gần như là các bạn bất tử luôn rồi. Không chỉ riêng V2 xài được mà V1 vẫn xài được nha. Các bạn thấy rất là nhiều những người khác bu vào đánh mình như thế nào? Có mất được chút giáp, chút máu nào không? Cứ nhảy vô đánh rồi mình lại hồi giáp, rồi nhảy vô đánh thì mình cứ tiếp tục mình farm những con lính. Thì cứ một cú chém vào con lính thì mình được thêm một khúc giáp như vậy, rồi thêm làm chậm của tộc người cá hỗ trợ nữa, thì gần như là bất khả chiến bại rồi. Nên là đánh với Phật Tổ nên giữ khoảng cách là chắc chắn, chứ mà nhảy vô bu đánh kiểu này thì chỉ có nước là đem đầu cho Phật Tổ cưỡng mà thôi các bạn. Rất nguy hiểm nha. Trái mình ghét thứ hai đó chính là Mochi. Mình không có Mochi để mình cầm rồi. Trong người mình giờ làm clip này kiểm tra lại mới biết là không có Mochi trong người. Không có trái cây nha, chứ Mochi vĩnh viễn thì mình có. Thì với một cái bộ chiêu thức rất là đặc thù thì chỉ việc là
kết hợp nhiều với những combo. Rồi các bạn học combo từ mình làm clip ra, hoặc là làm những combo từ các bạn YouTuber khác, thì đều chỉ sử dụng Mochi rất là nhiều. Với bộ chiêu thức quá là dễ chơi thôi, dính một trong những chiêu của Mochi thì chắc chắn là sẽ ăn thêm 2-3 chiêu còn lại nữa. Chuyện này đã được xác định bởi những bạn mà có trình cao khi đánh Mochi. Mochi là một trát quỷ mà nó gây khó chịu cực kỳ, nhất là cái chiêu say của nó. Đánh với Mochi thì chúng ta phải tỉnh lắm mới chơi với nó, chứ dính chiêu say hay là dính dạng bột quyền là coi như là xác định đi cả nửa cây máu, thậm chí là bất niệt luôn. Nó quá nguy hiểm. Với trái Mochi này thì kết hợp được với rất là nhiều tập, thấy tập nào ok thì mình chơi tập đó. Tập quỷ thì có khả năng hồi chiêu, tập người cá thì có khả năng trâu bò, tập thỏ có khả năng chạy nhanh, tập khinh mình thì tăng đam cho mình, tập thiên thần thì hồi máu cũng như giữ mục tiêu, tùy mọi người sử dụng. Mochi nó đem lại một cái lượng sát thương lớn cho người sử dụng nó. Khi mà đã luyện Mochi thành thục rồi đó, thì chúng ta dù 5M có thể hạ được 30M rất là dễ dàng. Còn nếu mà luyện không thành thục thì chúng ta chơi Mochi như là trò đùa của người khác. Nhưng mà nói đùa như vậy thôi, chứ chiêu C của Mochi thì cũng rất là bá đạo. Và cách phá duy nhất là chúng ta phải nhảy lên khi mà thấy lăn. Nhưng mà có những người á, họ sử dụng cái chiêu F để họ gài chúng ta. Tưởng đâu là đã xài rồi, nhưng mà thật sự thì vẫn chưa xài. Đó, nên là Mochi là nỗi ám ảnh thứ hai của mình khi mà đi săn Bouti. Tốt nhất không ai khác, không ai khác, Bô Thầu. Một cái ác quỷ gây khả năng ức chế, nó gọi là tầm ở cái hàng mà thượng thừa luôn. Tại sao mình lại ức chế như vậy? Mình cũng đã từng sử dụng trái quỷ này đi săn người khác, và mình đã bị người khác sử dụng trái quỷ này và bị săn ngược lại. Thì làm sao mà không ức chế cho được các bạn? Thì nó ức chế như nào? Thì người ta chỉ việc là ta sử dụng chiêu V, cái ta hút hút vô. Mà cứ hút ra hút vô như vậy mà nó rất là bực mình nha các bạn. Đó, người ta chung ra cái thả cái đờn xuống nè. Thì kết hợp chung với song kiếm Odin, thì trái Bô Thầu này ai mà cầm nó, thậm chí 2M rưỡi đánh 30M cũng rất là dễ dàng luôn. Nó quá khốn đi các bạn à. Đó, cứ hút vô chui ra cái mình đàn. Đàn vậy cái chuyển sang song kiếm Odin cái mình cắt. Cứ vậy nó cực kỳ ức chế luôn. Mà nếu mà các bạn đánh mà những bạn ít hút chiêu V á, là mấy bạn đó chưa hiểu về trắc quỷ Bô Thầu này. Mà nếu mà mấy bạn đó mà cứ chơi mà hút chiêu V liên tục, cứ ra vô liên tục là các bạn cực kỳ rối mắt và nhức đầu. Thậm chí là các bạn có tập người cá V4 đi chăng nữa, mà gặp nó thì vẫn ớn ăn như thường. Nó cứ hút ra hút vô, nhảy ra nhảy vô, cứ ra hút cái xài 2-3 chiêu, xong cái nhảy ra cái cũng tiếp tục hút tiếp nữa. Các bạn thấy tức không? Sôi máu chứ không sôi máu. Cậu quýnh hết máu chạy mở cửa qua thế giới tiếp theo, chạy trốn bệnh, hoặc là mở cái cửa đi qua đảo này đảo kia trốn. Nó rất là khó chịu cực kỳ luôn. Nên là rất là nhiều bạn kêu mà BB ai xài trái đo gọi là rác. Tại vì trái đo nó mang trong mình cái sức mạnh nó bá quá, chạy được nè, combo được nè, gây khả năng ức chế cực kỳ cao nè. Đó, cứ hút như vậy. Thì các bạn xem clip thì mình hút chỉ có một lần thôi. Mà người ta đó hả, là nếu mà không tiêu diệt được các bạn thì tiếp tục hút 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 như thế. Nên trái đo là trái mình cực kỳ ghét trong BB. Đó là tất cả 4 trái quỷ mà mình thấy cực kỳ ghét trong lúc BB. Thì các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn để lại comment bên dưới. Các bạn ghét trái nào nhất trong lúc BB mà các bạn cầm thì chắc chắn là người ta sẽ ghét rồi. Mà nếu người ta cầm, người ta đánh các bạn ghét thì để lại comment bên dưới nha. Mình nghĩ là không thể nào mà không có anh Venom đâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp các bạn trong video sau nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.